Hello mọi người, lại là mình đây. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một kèo underdog khá là ngon. Kèo này nó còn thời gian rất dài, nhưng mà mọi người cứ làm trước đi cho nó sẽ được tuyển đi. Nếu mà ai tuyển red được thì sẽ tuyển được nhiều red nhé. Thế thì nói chung là tuyển red thì cũng không, cái kèo này thì nó là một kèo nhân phẩm, một kèo random nhé mọi người, nên có tuyển được nhiều red thì cũng chưa chắc đã nhận được thưởng đúng không ạ? Thì tham gia cái kèo này thì mọi người sẽ chia được phôi giải thưởng là 1 triệu token Campat nhé. Ok ạ. Thì cái kèo này thì nó sẽ có chia ra ba 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 hạng mục như sau. Hạng mục đầu tiên là nó sẽ có 5 suất random may mắn này, nhận được 20.000 token Campay. Và hạng mục thứ hai là sẽ có 20 suất may mắn sẽ nhận được 100 5.000 đến 100 5.000 campay. Đấy, tổng giải thưởng là 100.000 campay. Ok. Và giải thưởng thứ ba là có 1.000 suất random nhá, 1.000 suất random sẽ nhận được 800 token campay. Đấy. Thì cũng là khá là ngon đúng không ạ? Thì mọi người tham gia đấy, không nên bỏ lỡ kèo này. Tỷ lệ kèo này thì chắc là số lượng người mà trúng 800 token thì cũng khá cao, nên mọi người cứ yên tâm làm nhé. Đấy. Ok, thì để tham gia cái kèo này thì mọi người cần phải có một cái biểu mẫu Glem. Mọi người đăng ký tài khoản trên biểu mẫu Glem rồi mọi người làm nhé. Biểu mẫu Glem thì đăng ký đơn giản, thì mọi người chỉ cần đăng ký bằng tài khoản Gmail cũng như tài khoản mạng xã hội, các mạng xã hội nó yêu cầu. Sau đấy mọi người đăng nhập vào. Sau khi đăng nhập thì nó sẽ ra diện như thế này. Đấy. Thì mọi người sẽ nhập full name của mọi người này, nhập email này. Rồi mọi người tích vào đây cho mình, tích vào đây hai tích này. Ok, sau đấy bấm continue. Rồi. Bây giờ mọi người sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên là mọi người sẽ lấy địa chỉ ví BEP20 ở trên Trustwallet hoặc ở trên MetaMask, mọi người dán vào đây nhé. ETH hoặc là mọi người có thể lấy địa chỉ ví BSC nhé. Đây, mọi người có thể một lấy địa chỉ đi, hai là địa chỉ Ethereum đây, hai lấy địa chỉ giống nhau, mọi người yên tâm nhé. Rồi, sau đấy mọi người bấm vào đây. Dán địa chỉ vào đây. Rồi ok, bấm continue. Ok, bây giờ mọi người sẽ đăng nhập vào kênh này. Rồi đã đăng nhập đúng không? Zone vào nhóm Telegram. Zone vào hai nhóm Telegram đó. Nó có hai nhóm. Bấm tham gia này. Đồng thời mọi người để ý sẽ có mã captcha này, mọi người nhập nhá luôn nhé. Đây. 11 này. Nếu như mọi người không là nó kích mọi người ra ngay nhé. Ok chưa? Đấy, mọi người nhập xong là nó mất luôn đúng không? Rồi. Nhóm thứ hai nhóm channel, nhóm channel thì không cần nhé. Để anh xem có cần không, tham gia không cần đúng không? Ok, trở lại này, nhập username Twitter luôn, Telegram mọi người luôn nhé. Mình kiểm tra lại chính xác Telegram không người nhập sai chứ đúng không? Continue. Ok. Bây giờ là follow Instagram của nó này. Đồng thời mọi người sẽ lấy địa chỉ Telegram mọi người vào luôn nhé. Instagram mọi người. Tức là mọi người copy username Telegram mọi người. Đây, mọi người sẽ vào phần ba gạch này này. Đây, username mọi người đây nhá. Sau đây mọi người dán vào đây. Mọi người gắn a còng vào cho mình nhé. Ok, sau đấy mọi người bấm continue. Rồi, bây giờ nó sẽ có thêm các nhiệm vụ nữa này, mọi người sẽ làm này. Follow Twitter này. Mở Twitter lên. Bấm theo dõi này, ok. Trở lại này. Bấm continue. Like fanpage ở trên Facebook nhé. Sau đấy mọi người copy profile link, profile link của Facebook nhé. Mày thích này. Rồi, ok. Sau đấy mọi người bấm trở lại này. Vào phần ba gạch này. Xin lỗi mọi người, mạng mình nó hơi yếu nên sẽ khó.
không lót nổi. Ok, bấm vào. Mạng không chạy nổi. Ok, thì trong phần profiling thì mọi người chắc hiểu đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tải ra ngoài. Đây là trên web nhé, mọi người có thể lên vào ứng dụng Facebook của mọi người luôn này. Đây nhá, đấy. Thì mọi người sẽ vào ba gạch này. Mọi người sẽ bấm vào trang chủ mọi người này. Đấy, sau đấy mọi người bấm vào gạch này. Nó sẽ có liên kết đây. Đây là profiling Facebook của mọi người nhé. Đấy, sau mọi người quay trở lại đây. Dán vào đây cho mình nhé. Rồi sau đấy bấm continue. Ok chưa? Bây giờ mọi người sẽ vào kênh Reddit, Reddit nhé. Tức là xem. Mọi người ở lại trang này xem một tí, khoảng mấy giây ấy, sau đấy mọi người quay trở lại. Đồng thời mọi người follow Reddit của nó luôn. Follow này. Rồi quay trở lại form này, bấm continue. Ok, follow kênh LinkedIn. Nhiệm vụ này chắc mình không làm được rồi. Cái này thì mình hiện tại LinkedIn của mình không vào được nhé mọi người, nên mình không làm nhá. Ai có LinkedIn thì mọi người cứ làm nhá, kích vào đây mà follow thôi đấy. Còn cái nhiệm vụ này bấm vào luôn. Đây là nhiệm vụ mọi người copy link để mọi người đi chia sẻ bạn bè và người thân để tăng tỷ lệ tiến thắng nhá. Đấy, ok chưa? Cái nhiệm vụ này thì mình không follow được. Rồi mình cứ bấm thôi, bấm vào thôi, bấm bừa thôi. Không vào được nhưng mình bấm bừa là ok chưa? Rồi, đây, sao chép. Ok, như vậy đã xong. Mình hướng dẫn mọi người một dự án kệ nhận token campaign. Một dự án dựa trên một kèo random cũng như là nhân phẩm, thì mọi người quan tâm thì có thể đăng ký kèo này ngay bây giờ. Dự án này sẽ kết thúc xong 37 ngày nữa, nó hơn một tháng nữa nên mọi người có thể thoải mái làm nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi dự án tiếp theo.